Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu thiết kế tạo môi trường lấy trẻ làm trung tâm của trường mầm non Đồng Hợp. Phía bên trái cổng trường là hình ảnh giáo dục an toàn giao thông cho trẻ, vừa giáo dục trẻ đi an toàn giao thông trên đường, vừa giúp cho trẻ phát triển về mặt nhận, về mặt ngôn ngữ, như là trẻ có thể học được những cái chữ cái ở trên bảng này. Trước cổng trường là những chữ cái chúng tôi đã tạo ra để trẻ được học chữ cái mọi lúc mọi nơi. Và phía bên phải cổng trường là hình ảnh lễ giáo, cô giáo đang dắt bé đi học, và đấy là phát triển tình cảm xã hội cho trẻ. Cổng trường vào, chúng ta có thể thấy nhìn thấy biển trường, môi trường xanh sạch đẹp. Và với sân chơi ở trên trường thì chúng tôi đã tạo ra sân an toàn giao thông để trẻ được chơi an toàn giao thông trên sân trường. Với những cây xung quanh sân trường vừa tạo bóng mát cho trẻ chơi, vừa tạo tính thẩm mỹ khi chúng tôi đã quét màu và tạo những bông hoa ở trên gốc cây. Trẻ vừa được chơi, vừa được quan sát và học tập ở trên sân trường này. Ngoài ra ở trên sân trường, do vì số lượng trẻ đông nên chúng tôi đã bố trí những đồ chơi thể phát triển thể chất cho trẻ ở những góc gọn gàng để phân chia khu vực chơi cho trẻ, để các lớp có lịch hoạt động và trẻ nào cũng được chơi. Đây là lịch hoạt động chơi ngoài trời của tất cả các lớp, để các lớp không chơi trùng nhau và các cháu được hoạt động vui chơi trên sân trường. Thống bảng biểu của nhà trường trên sân, chúng tôi bố trí sát vào sân, góc cuối của sân chơi để các phụ huynh đều được quan sát các bảng biểu và những nội quy của nhà trường. Từ những bảng biểu này thì phụ huynh có thể tìm hiểu được thông tin về học sinh cũng như là về thông tin. Đây là bảng thực đơn cho trẻ. Và từ bảng thực đơn này, phụ huynh có thể biết con mình ăn những món gì ở nhà trường, tìm vào mùa đông hay là vào mùa hè. Trên trường thì chúng tôi còn bố trí các khu vực để phát triển các lĩnh vực khác nhau cho trẻ. Và đây là khu vực bé khám phá thiên nhiên để phát triển nhận thức cho trẻ. Trước mặt chúng ta là hòn Non Bộ và chúng tôi đã thiết kế những ngọn núi, những cây cầu cong cong. Từ đây trẻ có thể vừa phát triển nhận thức, phát triển thẩm mỹ. Với hòn Non Bộ này thì những con cá chúng tôi thả xuống, trẻ có thể vừa được câu cá khi ra chơi hoạt động chơi ngoài trời, hay trẻ có thể quan sát những núi đá có những cây gì có thể sống được ở phía bên trên. Những cái cây với những cái màu sắc khác nhau thì trẻ có thể vừa quan sát, vừa phát triển nhận thức, vừa phát triển cái tính thẩm mỹ cho trẻ. Và đây là giờ hoạt động khám phá trải nghiệm, giờ hoạt động ngoài trời của các cháu. Các cháu đang vừa tưới hoa, những cháu này đang vừa tưới hoa để chăm sóc trải nghiệm cho những cây hoa. Với những loại cây hoa khác nhau, màu sắc khác nhau, trẻ vừa được khám phá, vừa được học, trải nghiệm. Với bể cát này thì trẻ vừa tìm hiểu tính chất của cát, cát khô hay là cát ướt, hay vừa vẽ hoa hay là vừa xây lâu đài trên cát. Với bể nước này thì trẻ vừa có thể chơi trò chơi câu cá, rồi trẻ có thể đong nước tìm hiểu tính chất của nước, nước trong hay là nước đục, hay là dè trẻ dùng để tưới hoa. Và với cái chiếc bể sỏi xinh xắn này thì
thì các viên sỏi đã được cô cùng cháu nhuộm màu và trẻ có thể học được là trẻ có thể xếp hoa vào vườn hoa, vào vườn hoa mùa xuân này, rồi trẻ có thể tìm hiểu tính chất của sỏi, của đá, trẻ có thể xếp đường đi hay là học được từ những con vật. Với những viên sỏi màu mà cô và cháu đã nhuộm được thì cả hôm nay cháu đang còn nhuộm những viên sỏi màu để cháu hoạt động trong các giờ hoạt động sau. Trước mặt chúng ta là vườn cây ăn quả của bé với những loại cây ăn quả khác nhau như là cây ổi, rồi cây cóc, cây bưởi, cây xoài, rồi cây mít, cây khế. Từ những loại cây này, các cháu vừa chăm sóc, vừa được quan sát khi hoạt động ngoài trời và có thể thực hành những tiết trải nghiệm. Chúng tôi đã tận dụng những mảng tường, những cái chiếc chai lọ mà đã qua sử dụng và đã tạo thành những con vật và vẽ những hình ảnh con vật đó. Chúng tôi đã trồng hoa vào những con vật đó và trẻ vừa được quan sát, vừa được quan sát những con vật, vừa được quan sát những loài hoa và được chăm sóc hoa trên những hình ảnh ngộ nghĩnh xinh xắn đó. Chúng tôi xin được giới thiệu, đây là khu vực phát triển ngôn ngữ, tình cảm, thẩm mỹ cho trẻ, đó là góc cổ tích. Từ những chiếc lốp đã qua sử dụng, chúng tôi đã tận dụng sơn màu và vẽ những con vật cũng như là chữ cái, chữ số ở trên chiếc lốp này, vừa tạo hàng rào xinh xắn, vừa trẻ có thể được học được chữ cái, chữ số và các con vật ở mọi lúc mọi nơi. Với những hình ảnh như là các chú hươu cao cổ hay là hình ảnh những chú hay là những hình ảnh ở trên tường thì các cháu có thể kể được những câu chuyện cổ tích. Đây là hình ảnh câu chuyện tấm cám. Và với những chiếc chúng tôi đã trà tạo chiếc giếng cùng cô tấm xinh đẹp để trẻ có thể kể chuyện tấm cám ở trong vườn cổ tích này. Và đây là hình ảnh các chú cô nàng Bạch Tuyết và các chú lùn. Ngoài ra chúng tôi còn tận dụng những cái viên sỏi, viên đá để vẽ thành những hình ảnh như chữ cái, chữ số hay là các con vật để tạo đường đi xinh xắn cho trẻ ở quanh co trên vườn cổ tích. Từ đó có trẻ có thứ hứng thú học tập và quan sát trải nghiệm ở trên vườn cổ tích được nhiều hơn. Với chiếc nấm được đúc bằng xi măng và chúng tôi đã tạo thêm chữ cái, chữ số cho trẻ để học mọi lúc mọi nơi. Với những không gian mà chúng tôi đã tận dụng thì chúng tôi thiết kế vừa cho trẻ được hoạt động ở mọi lúc mọi nơi, được trải nghiệm, còn vừa tạo tính thẩm mỹ và phát triển tình cảm xã hội cho trẻ. Đây là khu vực vườn hoa của trường và với vườn hoa này thì chúng tôi đã trồng nhiều các loại hoa, vừa để cho trẻ phát triển thẩm mỹ cho trẻ, vừa cho trẻ quan sát các loại hoa. Và với đặc biệt với đây là chủ đề Tết và mùa xuân thì chúng tôi đã trồng những loại hoa đặc trưng của mùa xuân để trẻ có thể vừa quan sát, vừa tìm hiểu về các loại hoa về chủ đề Tết và mùa xuân. Ở trên vườn hoa chúng tôi đã thiết kế từ những cái lốp xe để thiết kế thành những con ếch ngộ nghĩnh và trồng hoa lên đó. Và hai bên là hai con thiên nga đứng nhìn vào nhau để tạo tính thẩm mỹ thêm cho trẻ. Đây là khu vực vườn rau và vườn thuốc nam của bé. Chúng tôi đã dùng những nguyên vật liệu để thiết kế những cái tên vườn rau và vườn thuốc nam tạo tính thẩm mỹ thêm cho trẻ. Với vườn thuốc nam của bé thì được thiết kế thành từng luống khác nhau. Đây là luống cây lược vàng, có thể giúp chữa viêm họng cho trẻ và vừa để cho trẻ khám phá về cây thuốc nam.
Đây là luống má đề. Và trước mặt là những luống cây ngải cứu. Với luống cây ngải cứu này thì vừa là vị cây thuốc nam giúp trẻ hạ sốt những lúc trẻ sốt, và có thể giúp trẻ quan sát cũng như là tìm hiểu về vị cây thuốc nam. Trước mặt chúng ta là vườn rau. Vườn rau được chia thành từng luống rau với nhiều loại rau khác nhau. Đây là cây cà chua. Với cây cà chua này thì vừa cung cấp thêm thực phẩm cho trẻ ăn các bữa canh, vừa có thể cho trẻ tìm hiểu về loại rau ăn quả. Và đây là luống rau cúc, thì vừa cung cấp thêm rau cho trẻ và vừa là giúp trẻ tìm hiểu về rau ăn lá. Chúng tôi còn trồng thêm loại rau dền đỏ để cho trẻ có thể phân biệt được cái màu sắc của rau. Còn tôi đây là tôi xin giới thiệu, đây là khu vực phát triển thể chất của nhà trường. Với sân chơi phát triển thể chất thì chúng tôi đã bố trí nhiều đồ chơi ở sân chơi. Đây là thảm cỏ và để tổ chức cái trò chơi cho trẻ. Và ở đây là các cháu đang chơi trò chơi vận động là đi cà kheo. Với sân chơi thể chất hoạt động thì phía trước là hai cái bò chui qua ống, và từ đây trẻ có thể chơi bò chui qua ống cũng như là bò chui qua hang ở các chủ đề khác nhau. Ngoài ra thì ở trên sân chơi chúng tôi còn bố trí nhiều đồ chơi khác nhau, như là ghế băng để trẻ chơi đi qua cầu, qua ván, hay đi trên ghế thể dục, hay là ván dốc để trẻ đi chơi đi trên ván dốc, hay là với nhà bóng để phân chia cho trẻ là chơi theo các giờ hoạt động ngoài trời khác nhau. Với những con ngựa hay là những cái chiếc thang leo để cho trẻ chơi trèo lên xuống thang ở giờ hoạt động. Bên cạnh đó thì trên tất cả các mảng tường ở trên trường thì chúng tôi đã vẽ những hình ảnh để giáo dục cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi. Như đây là giáo dục trò chơi dân gian cho trẻ. Đây là hình ảnh trẻ chơi đang còn chơi kéo co. Và trước mặt là những hình ảnh trẻ chơi phát triển thể chất. Với những cái tường rào thì chúng tôi tận dụng để vẽ những chữ số để cho trẻ học số ở trên mảng tường. Hay là những cái hình ảnh để giáo dục trẻ giữ gìn vệ sinh môi trường và trồng cây xanh cho môi trường xanh sạch đẹp. Trên những mảng tường ở phía bên ngoài các lớp thì chúng tôi đã tận dụng và vẽ những cái mảng tường để giáo dục cho trẻ. Đây là mảng tường để vẽ những con vật sống ở trong rừng cũng như là con vật ở dưới nước, để trẻ vừa ra chơi, vừa được quan sát, vừa được học tập những tìm hiểu những con vật sống ở trong rừng cũng như những con vật sống ở dưới nước. Và đây là những con vật sống ở trong gia đình để giúp trẻ tìm hiểu, khám phá. Thank you.
Đây là mảng tường chúng tôi vẽ tận dụng để giáo dục trẻ an toàn giao thông. Và từ đây thì từ những quả cầu chúng tôi vẽ thêm những cái chữ số và trẻ cũng đã được học chữ số ở mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra thì chúng tôi còn thiết kế những cái hoạt động nổi bật của nhà trường để vừa giáo viên, vừa phụ huynh, vừa học sinh tìm hiểu và quan sát thêm những cái hoạt động nổi bật của nhà trường ở trong ngày, ở trong hoạt động ở trên năm học của nhà trường. Sau đây chúng tôi xin được giới thiệu thiết kế tạo môi trường ở trong lớp học của các lớp. Từ ngoài vào, từ tủ cá nhân thì cô đã làm những cái hình ảnh cũng như là những cái ký hiệu cho trẻ để trẻ nhận biết. Với bảng tuyên truyền của lớp thì nội dung về nội quy tuyên truyền sức khỏe với những cái lịch sinh hoạt, thì từ đây phụ huynh có thể nắm bắt thông tin của trẻ thông qua bà lịch tuyên truyền. Với chủ đề Tết và mùa xuân, ở mảng chủ đề lớn thì chúng tôi đã cắt vẽ, xé dán, chắt ghép để thể hiện nội dung chủ đề Tết và mùa xuân với các chủ đề mùa xuân của bé với bé vui đón Tết. Ở trong diện tích lớp học thì chúng tôi đã chia ra 4 góc hoạt động. Với lớp 5 tuổi, lớp lớn A thì ở đây là góc xây dựng. Ở trên giá thì chúng tôi đã tận dụng những nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo thành những cây hoa để cho trẻ xây vườn hoa mùa xuân cũng như là vườn cây ăn quả ở chủ đề thực vật. Với những hình ảnh trên mảng tường thể hiện rõ đây là hình ảnh của góc xây dựng, từ đó trẻ có thể nhận biết rõ là góc xây dựng. Và với đây là bài tập mở ở chủ đề Tết và mùa xuân. Những hình ảnh này là những cái hình ảnh rời, và với mỗi chủ đề thì có trẻ có thể lấy ra và gắn vào tùy thuộc vào chủ đề, và từ đó là tạo một cái công trình để cho trẻ xây dựng. Và đây là chúng tôi đã thiết kế góc học tập. Với góc học tập này thì với những trò chơi là trò chơi ong tìm chữ để trẻ học chữ cái. Và đây là những trò chơi về bài tập mở cho trẻ để ở dưới sàn nhà để trẻ chơi làm tạo bông hoa chữ cái. Và chúng tôi đã tận dụng những nguyên vật liệu như là vỏ trai, vỏ ốc hay những hòn đá nhuộm màu và dán những chữ cái lên, từ đó trẻ vừa học chữ cái vừa chữ học chữ số trong giờ hoạt động góc. Ngoài ra trên mảng tường thì chúng tôi còn thiết kế những cái bài tập mở có thể thay đổi ở mọi chủ đề để cho trẻ học được các chủ đề khác nhau với những bài tập khác nhau. Đây là góc nghệ thuật của bé. Với góc nghệ thuật này thì đây là sản phẩm của bé tạo và đã làm hoa mùa xuân. Còn đây là góc âm nhạc của bé, và chúng tôi đã tận dụng nguyên vật liệu để may những chiếc áo dài cách tân của cho bé đi chơi ngày Tết hoặc là phục vụ ở trong biểu diễn về chủ đề âm nhạc. Chúng tôi đã sử dụng nhiều nguyên vật liệu cũng như là nguyên vật liệu thiên nhiên để tạo thành những dụng cụ đồ chơi âm nhạc để cho trẻ hoạt động ở góc âm nhạc cũng như là biểu diễn trong tiết hoạt động âm nhạc. Đây là hình ảnh của cũng như là bài tập ở góc phân vai. Đây là bài tập tháp dinh dưỡng của bé. Với tháp dinh dưỡng này thì cháu có thể nhận biết được là ăn uống cho cân đối các nhóm thực phẩm. Phía trước là siêu thị của lớp mẫu giáo lớn A với những cái sản phẩm chúng tôi đã thiết kế để cho trẻ bán vào chủ đề Tết và mùa xuân, với những loại nguyên vật liệu để chúng tôi làm bánh chưng cũng như là bánh tét hay những loại hoa, loại quả để cho trẻ bán ở trên cửa hàng vào giờ hoạt động góc trong chủ đề Tết và mùa xuân này.
Đây là tạo môi trường ở góc ở lớp mẫu giáo lớn B. Phía trước là góc phân vai và đây là những mặt hàng mà chúng tôi đã tạo từ nguyên vật liệu thiên nhiên, từ các loại quả sơn màu và tạo thành cửa hàng của bé cho bé bán và trưng bày ngày Tết. Đây là góc xây dựng của lớp mẫu giáo lớn B. Với góc xây dựng này thì các cô đã tạo những cây hoa, cây rau cũng như là các loại hoa quả để cho trẻ xây dựng ở trong ngày Tết. Đây là góc nghệ thuật của bé. Từ góc nghệ thuật này thì từ là trưng bày những cái sản phẩm bé đã tạo ra trong giờ hoạt động tạo hình cũng như hoạt động góc, phát triển tính thẩm mỹ cho trẻ. Với góc nghệ thuật này thì đây là trò chơi âm nhạc của bé với những cái bài tập mở cũng như là những đồ dùng âm nhạc này giúp trẻ phát triển tình cảm xã hội cũng như là thẩm mỹ trong tiết hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình. Đây là góc học tập. Và với góc học tập này thì các cô đã tạo rất là nhiều những bài tập mở ở trên sàn để cho trẻ hoạt động. Đây là tạo môi trường của lớp mẫu giáo lớn C. Trước mặt là góc phân vai và đây là quầy hàng Tết của bé. Với góc phân vai thì các cô đã dùng những nguyên vật liệu và tạo ra những hộp bánh, hộp mứt Tết hay những hoa quả để cho trẻ bán trong cái trò chơi góc phân vai ngày Tết. Từ góc phân vai này thì các cô đã dùng những hòn viên sỏi màu để nhuộm màu và tạo thành các loại quả để cho trẻ bán ngày Tết và từ đây phát triển cái tình cảm xã hội cho trẻ. Đây là góc học tập và các cô đã thiết kế những bài tập mở ở dưới sàn rất là nhiều. Từ những cái bài tập mở này thì trẻ phát triển cái nhận thức cho trẻ và phát huy cái tính sáng tạo cho trẻ khi thực hiện các bài tập mở. Trên mảng tường thì đã tạo những cái bài tập mở và từ sử dụng bằng nguyên vật liệu thiên nhiên, từ đây trẻ có thể vừa học chữ cái vừa học các bài toán thông qua các bài tập mở ở trên mảng tường, như là sắp xếp theo quy tắc hay là những cái câu chuyện mà trẻ sẽ kể chuyện sáng tạo ở góc là kể chuyện sáng tạo. Đây là một trong những gian hàng của bé ở góc phân vai của lớp lớn. Các cô đã dùng những cái nguyên vật liệu tạo ra tất cả sao ra các loại quả, các loại rau củ quả để cho trẻ bán ngày Tết. Ngoài ra thì các cô còn sử dụng những nguyên vật liệu như là vỏ trái, vỏ hến hay là những cái viên sỏi để nhuộm màu, từ đó làm tên các loại quả để cho trẻ bán ở quầy hàng ngày Tết. Tôi xin giới thiệu, đây là một giờ học hoạt động góc của lớp mẫu giáo lớn. Và trước mặt chúng ta là góc phân vai. Các cháu đang thực hiện là làm các món ăn ngày Tết như là các loại mứt rồi các loại bánh chưng. Và đây là quầy hàng ngày Tết, các cháu đang bán những cái bánh chưng, bánh dày và những loại hoa cũng như các loại quả và các loại kẹo rất phong phú ở trong ngày Tết. Với góc phân vai này, từ cách thể hiện bán hàng thì phát triển cái tình cảm cũng như cách giao tiếp cho trẻ ở trong trò chơi.
góc xây dựng, các cháu đang xây vườn hoa, vườn hoa. Các cháu đang xây công trình hoa ngày, công trình chợ hoa ngày Tết. Và với góc xây dựng này thì vừa phát triển cái tính thẩm mỹ và phát triển cái kỹ năng xây dựng, cũng như là cái khả năng phát triển tình cảm xã hội cho cháu. Và đây là hình ảnh các cháu đang nôn hoạt động ở góc nghệ thuật. Các cháu đang dùng những nguyên vật liệu như là sỏi màu để xếp thành những cái bông hoa, hay là các cháu đang vẽ những cái cây hoa ngày Tết, những cái cây hoa rất là đẹp. Ngoài ra thì còn các cháu còn dùng những cái hạt ngô đã được nhuộm để xếp và dán thành những cái bức tranh. Và trước mặt thì các cháu đang hoạt động ở góc nghệ thuật, ở góc học tập. Với góc học tập, đây các cháu đang còn thực hiện những cái bài tập, mở hay là những cái trò chơi. Đây là các cháu đang còn xếp chữ cái theo mẫu từ những cái nguyên vật liệu thiên nhiên, như là những cái viên sỏi đã được nhuộm màu, hay là những cái bài tập là chia tách nhóm. Đây là những cái hình ảnh trên mảng tường để cho các cháu thực hiện những cái bài tập mở trong chủ đề. Đây là phát triển được phát triển nhận thức như là toán, hay là môi trường xung quanh, hay là chữ cái, thêm chữ cái cho trẻ. Tôi xin giới thiệu, đây là tạo môi trường ở nhóm lớp nhà trẻ. Trước mặt là góc thao tác vai. Các cô đã tạo những đồ chơi từ những nguyên vật liệu thiên nhiên cũng như là nguyên vật liệu đã qua sử dụng để cho trẻ chơi ở giờ hoạt động thao tác vai. Ở góc hoạt động với đồ vật, các cô đã chuẩn bị rất là nhiều đồ dùng để cho trẻ hoạt động với đồ vật ở giờ hoạt động góc. Đây là góc kỹ năng của bé. Với góc kỹ năng này thì các cháu được thực hành các kỹ năng của mình trong giờ hoạt động góc. Như là các cháu đã làm hát múa về chủ đề. Trước mặt là góc sách của bé. Với thư viện của bé thì các cô đã chuẩn bị những cái quyển sách truyền để trẻ có thể xem mọi lúc mọi nơi, hay là trong giờ hoạt động góc. Đây là các bồn hoa trước hiên chơi của lớp. Các cô đã dùng những chiếc can để trồng thành những cái bồn hoa thật đẹp để cho mọi người. Đây là vườn rau, vườn hoa, vườn cây trước hiên lớp học của các lớp. Các cô đã trồng những loại rau, những hoa khác nhau để cho trẻ cháu vừa được chăm sóc trải nghiệm, vừa được quan sát và phát triển tính thẩm mỹ. 30 phút rồi, vừa quay được cái gì nữa.